đặt mình sang một bên, nhường chỗ cho Đức Thánh Linh chân lòng và sống một cuộc sống tận hiến cho Đức Chúa Trời. Nếu người ta khép mình vào kỷ luật cần thiết, không than vãn hay bỏ cuộc dễ chừng, Đức Chúa Trời sẽ dạy dỗ người đó hằng ngày, hằng giờ. Ngài mong lắm bày tỏ ân điển Ngài. Nếu dân sự Ngài gạt bỏ các chướng ngại, Ngài sẽ đổ đầy nước của ân cứu rỗi thành những dòng nước mạnh cho tâm sự loài người. Nếu loài người trong cuộc sống khiêm tốn của mình được khuyến khích làm mọi điều tốt lành mình có thể, để không có những bàn tay đặt trên họ để kiềm chế nhiệt tâm của họ, hẳn sẽ có cả trăm người làm việc vì đấng cứu thế tại nơi giờ đây chỉ có một người. Đức Chúa Trời tiếp nhận con người trong tình trạng hiện tại của họ và Ngài giáo dục họ. Nếu họ hiến mình cho Ngài, Đức Thánh Linh